Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xưng danh hiệu chư Phật, phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà vô bài sự lợi ích, làm cho trong vòng sinh tử đặng nhiều lợi ích lớn, của xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào Niết Bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thần Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán. Người này được vô lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà sa kiếp về thở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vũ Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này chọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thoát qua hống qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục. Huống nữa là chí tâm xưng niệm, lại bất khả thuyết vô số kiếp về thở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật so đảnh thọ ký cho, lại về thở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi phát hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp, làm vị đại phạm vương đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bủ Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng phi diệu, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vũ Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán, lại vô lượng vô số kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Trì Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho điều đặng thành đạo Bồ Đề, lại về thở quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tụ Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diệt Phật, Đức Có Bất Khả Thuyết, Đức Phật Thế Tôn Như Thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là người nam, hoặc là người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng đều
nhiều phước lợi không còn phải đọ vào ác đạo nữa. Như có người nào sắm sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn phô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn phô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ước kiếp hẳn không ra khỏi đạn quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là những chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô.